Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình quay cho anh em xem cái bộ đồ ngờ mình mới mua 30 mấy triệu để bổ sung vào trong những cái dịp hành trình sắp tới của mình. Mình sẽ đi quay rất là nhiều tỉnh thành quen biển và đi những cái chương trình khám phá của mình cho anh em xem. Và nổi bật nhất đây là mình mới mua cái Flycam DJI Mini 2. Này là phiên bản mới của DJI Mini nha anh em, không phải phiên bản cũ. Cái này mình có lẽ là một trong hai người mà đầu tiên ở Việt Nam khui hộp của cái phiên bản DJI Mini 2 này. Đấy, mình đây mình mua ở cái shop này là đầu tiên phân phối cái mặt hàng này tại Việt Nam. Bây giờ mình khui hộp luôn cho anh em xem. Đây, một trong những người đầu tiên ở Việt Nam nha anh em, khui hộp DJI Mini 2. Đấy, còn những phiên bản khác thì không tính nha. Riêng cái phiên bản Mini 2 này là một trong những người đầu tiên nha anh em, khui hộp cái Mini 2. Cái này là khui hộp chứ không phải review nha anh em. Này, mình mua mình khui hộp. Bữa giờ mình về nhà đó, đi biển gì anh em xem ở ngoài này, lưới nè, lưới của nhà mình nè, đấy. Quá trời lưới luôn, hai dàn lưới của hai ghe lưới rút nhà mình. Mình lo đặt hàng những cái món hàng này để phục vụ cho anh em. Không tính những cái trang thiết bị cũ, riêng những cái trang thiết bị mới là mình mua để 30 mấy triệu, như riêng cái này là 10 mấy triệu nha, 15 triệu. Rồi bây giờ quay trở lại nội dung chính là mình khui hộp nha, khui hộp, đập hộp cái DJI Mini. Ồ, đẻ quá anh em ơi, cấp cho mình một cái túi này luôn, bài bản này, khui hộp này, một trong những người gọi là đầu tiên ở Việt Nam luôn anh em, khui hộp cái 102 người thôi anh em. Khui hộp riêng cái mẫu sản phẩm mới này nha, DJI Mini. Còn DJI Mini 1 là nó khác nha anh em. Đây là Mini 2. Mini 2 nó mắc tiền hơn Mini 1. Đây một cái túi xịn sò đẹp quá anh em. Túi này sao khui sao đi trời. Giờ kéo nó làm kín anh em ơi, giờ kéo nó làm rất là kín, chia hết luôn, mình hầu như mình không thấy luôn. Đây, làm chống mưa sao á. Ôi trời ơi, mình nghe nói nó nhỏ nhưng mà không nghĩ nó nhỏ như thế này anh em. Nó nhỏ hơn cái iPhone 6 luôn, nó nhỏ hơn cái iPhone 6 thường luôn anh em. Nhiều dài mà nó 15 triệu á, rất là nhỏ. Đây mình đưa lại gần camera cho anh em coi, nó rất là nhỏ này, nó nhỏ hơn cái lòng bàn tay của mình luôn. Đấy, DJI Mini 2 nó rất là nhỏ, và anh em thấy này, mấy cái motor của nó này, đấy, mấy cái này chắc dở hư lắm. Làm ở biển là mình biết rồi, mấy cái này trước rồi sau là ba bên sau này là cháy mấy motor rất là dở hư, có xíu luôn, nên nhỏ hơn mà mình nghĩ luôn á, rất là nhỏ, nhỏ hiu à. Rất là nhỏ anh em. Đây bắt đầu dở cái nắp này ra chắc chắn rồi, nhìn vô cũng thấy nó có cái này để bảo vệ ôm lại, rất là đẹp. Rồi bỏ nó qua bên anh em, bỏ nó qua bên tại vị trí này, coi thử bên trong này còn gì nữa không nha. Trời ơi, cấp theo mấy cục pin dữ dở sợ luôn. Hộp này, hộp DJI Mini này, còn ngày hôm nay cái hộp phụ kiện của mình này nhiều lắm anh em. Còn phụ kiện mình bỏ ở bên nhà, bên dưới kia trong ba lô của mình là nhiều lắm. Khui hộp luôn. Clip này xíu nữa đăng lên ở trên kênh của mình luôn.
Bởi vì cái này khôi hợp là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam khôi hợp anh em. Này là cái mốt điều khiển của nó. Mốt điều khiển làm kỹ cơ luôn. Đấy. Này có hai cái chấu nè. Này nhìn nó xịn sò lắm anh em. Nhìn nó xịn sò lắm. Này chắc cũng dở điều khiển thôi, cho nên nổi này mấy cái này nó nhẹ lắm. Này nó nhẹ. Mình cái tay mình làm biển ấy, nó quen cái ba cái đồ nặng rồi. Cầm ba đồ nhẹ thấy nó quen chưa quen lắm. Tới nè. Tới lui que lại. Này lên xuống xây que xây lại. Chưa quen lắm, này ngắp lên ngắp xuống, ngắp kem, ngắp kem. Ngắp kem lên, ngắp kem xuống. Này quay. Đơn giản vậy thôi. Này khởi động này. Này là chế độ go home nè. Này chế độ sport, này chế độ normal, chế độ chậm. Rồi mình trước khi mình mua cái này mình tìm hiểu ở trên mạng nên mình cũng biết sơ sơ. Này trong này mấy cái kép. Coi thử nha anh em. Kép này. Nói cái này mấy cái kép này trong này đã kết nối á. Thôi này tìm hiểu sau ơi. Coi thử trong này còn gì nữa. Túi làm dây này, túi làm kỹ cơ. À trong cái ngăn kéo nè anh em. Ngăn kéo của nó gục camera xuống chút. Đây. Ngăn kéo nó cho mình quế cánh luôn nè. Cánh nè. Cánh hoặc ốc luôn. Đây là một bộ này. Hai cặp. Hai cặp. Bè này. Này trục vít. Này hai cái nấm này nữa. Làm hai nấm dự phòng nữa. Lỡ mình cà rớt thì nó đưa thêm cho mình. Đấy. Cánh như nấm. Túi rất là đẹp anh em ơi. Túi đẹp cơ. Túi này mang đi chơi nhìn cũng ôi lắm. Đây mình mua cái bản combo nha anh em. Bản combo thì nó mắc hơn cái bản thường ha. Bản combo nó có pin nó bay mưa đẻ lận. Bởi vì mình bay cái này mình đi xe rồi sạc pin sạc cổ mệt lắm. Túi đẹp quá. Wow. Nhìn cái túi ôi dữ trời. Túi đẹp quá đẹp anh em ơi. Nhìn túi thấy sợ hư luôn á. Lấy túi này đi quay uổng quá. Trong này đựng gì đây trời. Hình như trong này nó đựng cái này gì không rõ nhưng mà hình như phải khui nó đây. Thấy sợ sách vỡ khui mất công. Đây, khui nó đây, xí tem luôn. Cái này nó cũng có con tem này anh em. Ấy. Đây. Trẻ có gì hết. Sách bảo hành. Ồ sách ấy. Sách hướng dẫn anh em. Sách hướng dẫn mà nó cũng niêm phong luôn trời. Sách hướng dẫn mà nó cũng niêm phong luôn. Dở sợ. Sách hướng dẫn mà cũng niêm phong luôn. Bỏ que luôn. Bỏ vô hộp đi. Rồi bắt đầu nội dung chính nữa nè anh em. Một bộ sạc. Nó niêm phong hết, tem hết nha anh em. Niêm phong tem hết. DJI là anh em biết mà cái hãng mà sản xuất máy bay không người lái rất là nổi tiếng. Không phải giới thiệu thêm nữa. Còn mấy cái flycam mà loại dạng dài triệu là của Trung Quốc đâu là bê flycam đó. Flycam thường nha anh em. Flycam dởm. Trong này nó có thêm hai cục pin. Như là trong con máy bay kia nó có sẵn một cục rồi phải không ta? Chưa rõ nha. Chưa chắc nha.
chút nữa kiểm tra sau. Hiện tại là mình thấy là mình trong cái bộ này là nó hai cục pin đó. Hai cục pin của wow, nó ghi chữ tiếng Anh mà nhỏ xíu trời. Bộ sạc nữa. Sạc đỡ sao sạc hay đây. À dây. Dây sạc. Cũng gọn. Đây cái củ sạc của nó nhìn ghét chưa? Có chữ logo DJI luôn. Củ sạc bự lắm. Ồ ghi chữ nhỏ xíu xíu. Mấy củ sạc, mấy chữ tiếng Anh, tiếng Tàu này nó ghi nhỏ xíu đọc ớn quá. Rồi hết nha, không còn gì nữa luôn á. Để mình coi thử mấy pin, đây mới có ấy. Đây mới có hai pin này, nghe nó ba pin lận mà. Trong hộp không còn gì nữa anh em ơi. Sạch trơn, trùi lũi. Cái này là đỡ gắn với kết nối với điện thoại. Này như cáp sạc nè. Cáp sạc nè anh em. Trước mắt giờ mình lấy cái sợi dây sạc này mình đi sạc mấy cục pin trước cái à. Rồi mình đang sạc pin. Không còn gì để khám phá nữa. Túi này dài là hết rồi. Giờ mình coi con này thử là nó còn đúng có cái cục pin nào nữa không nha anh em. Mình làm đúng quy trình nha. Tháo nắp nó ra nha. Tháo bộ cánh nó ra nha anh em. Tháo bộ cánh ra. Rồi. Làm kỹ quá. Mười mấy triệu mà. Gần 20 triệu mà. Giỡn đâu. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Nhỏ tới mức mình không ngờ luôn anh em. Đấy. Nó nhỏ như là. Rất nhỏ. Nhỏ lắm anh em ơi. Nó nhỏ chỉ bằng ba ngón tay thôi anh em, chứ không phải là bốn ngón nha. Nó nhỏ bằng ba ngón tay thôi. Rất nhỏ, nhỏ xíu mà siêu à. Đây, nhỏ xíu mà siêu, nhỏ hơn những cái vật thở đồ chơi của em bé luôn. Bóc tiếp con tem siêu đi nữa. Rồi, dán xuống đây luôn. Đó, coi thử có gì tào lao là mình... mắng vốn nha anh em. À đây. Trong đây nó có sẵn một hộp pin luôn anh em. Một cục pin luôn. Cục pin có sẵn luôn á. Trong đây nó có một cục pin có sẵn nè. Rồi vậy là ba cục pin nha anh em. Ba cục pin. Khi cắm thẻ nhớ. Đây khi cắm thẻ nhớ đây anh em. Khi cắm thẻ nhớ nó không có làm cái miếng màng chia lại. Điện đài ở dưới cái đít nó nè. Điện đài gì quá trời nè. Đây giờ mình gỡ cái siêu này là cái siêu của màn hình. Đấy. Gỡ siêu màn hình ra. Gỡ siêu của ấy nha quên. Của cái... gọi là cái mắt của nó, mắt quay nó, mắt thần nó. Nhìn nó mong manh dở vỡ gơ anh em.
mong manh quá. Nó còn biết tí tẹo hơn, nhỏ hơn những cái đồ chơi nữa. Trên con mắt nó có đời chữ 4K nha anh em. Đấy. Mắt giữa này mình đưa tay đẩy lên đẩy xuống được nè, đẩy lên đẩy xuống, đẩy lên đẩy xuống, đẩy lên đẩy xuống được. Đẩy lên đẩy xuống được này nè. Rất là nhỏ, rất là nhỏ. Không biết cái cục pin có sẵn trong này là cục pin này là nó để có ấy chưa không biết. Cục pin này nó có dung lượng chưa không rõ. Này ha. Rồi, mình chưa nói tới chuyện quay nha. Thử ơi. Hộp độ ngờ nhiều quá, mua nhiều quá anh em ơi. Mình sẽ thử cái máy rồi mình sẽ quay một clip tiếp theo để nói về cái con Mini 2 này cho anh em xem. Nó nhỏ giống như là mấy con chuột nhỏ anh em, ba ngón tay à, xíu xiu vậy, giống như con mực nhỏ vậy, to hơn cái nục một chút đi, to hơn cái nục một chút đi, bằng cái nục đỏ xíu à. Này bỏ lại rất là đẹp. Ok, xin chào anh em nha. Đây là clip đầu tư các cái thiết bị máy quay mà mình muốn gọi là cũng vui á, mình vui mình chia sẻ cho anh em biết là đỡ mua, anh em biết là đỡ mua được những cái này á, đối với một người đi quay phim á, đỡ mua được những cái này nó rất là khó. Mình phải quyết định đắn đo rất là nhiều, bỏ ra số tiền đầu tư thêm 30 triệu nữa, ba mấy triệu nữa, trước đó mình đã bỏ 40-50 triệu rồi. Thì riêng cái kênh của mình là đầu tư gần cả 100 triệu anh em, bởi cũng chỉ vì đam mê thôi. Số tiền này là mình đã dành để mình sắm sửa trang thiết bị ở trong nhà, nhưng mà vì rất là đam mê, thấy anh em xem kênh của mình cũng ủng hộ cho mình, cho nên là mình quyết định có những cái cuộc hành trình mà làm những cái video nó xuất sắc hơn nữa để cho anh em đón xem. Hy vọng anh em xem kênh của mình ngày càng đông và mình cố gắng làm những cái thước phim mà gọi là nó có cái nội dung nó hơi đến lòng anh em một tí xíu, chứ không phải là những cái video nó xèm ba nhảm. 15 triệu rồi. Cái mic thu âm mà mình đang đeo nè là cái mic Rode nè. Đấy, cái mic Rode nè anh em. Cái này nó đơn, rất là đơn giản, nhưng mà cái này cùng với cái adapter mà đỡ gắn vô cho cái GoPro nó quay được á, là hai cái bộ này là 7 triệu. Cái này với cái cổng kết nối không là 7 triệu. Đấy. Cái này 7, cái này 15 là 22. 22 với là ngày hôm qua ha, mới vừa ngày hôm qua luôn. Mình nhận hàng tất cả đều mình mua các cái shop uy tín, nhưng mình mua chuyển hàng online hết. Vừa nhận hàng GoPro 8 nè anh em. Thì anh em nào quay phim thì biết đến, sử dụng camera hành trình thì biết tới GoPro 8 rồi. Nó quay thương hiệu máy quay phim rất là tốt, rất là một cái action cam rất là chất lượng, rất là tốt và chống rung rất là hiệu quả. Mình mới mua, mình quay thử thôi, chưa có quay một clip nào hết. Đây, mua cái này 8 triệu rưỡi. Đấy, 8 triệu rưỡi, 22 và 8 triệu rưỡi nữa là 30 triệu 500. Chưa tính các phụ kiện nha anh em. Phụ kiện lạc giặt thì nhớ này nọ là mấy triệu nữa. Pin bọng đồ thêm nữa. Đây, cái chống rung này. Chống rung thiệt nha anh em, tiền chống rung mà bữa giờ mua phải 5-6 triệu truyền cây chống rung, nhưng thật sự chưa có cây nào mà mình xài hết. Cây này mình mua trước kia là cây Smooth V2 2 triệu mấy, sau đó anh bán rỉ lại 1 triệu, lỗ 1 triệu mấy. Rồi mua tiếp cây M2 Grand M2 4 triệu mấy, rồi mình còn bỏ tiếp bán lỗ lại 1 triệu tiếp. Đấy, mua tiếp cây này 1 triệu rưỡi nữa. Đấy, là 30 mấy triệu, chưa tính phụ kiện pin nha anh em ơi. 30 mấy triệu là tiền mình mới bổ sung vô trong cái dụng cụ đồ ngờ của mình để làm video cho nó hay cho anh em xem. Thì đây là cái clip gọi là clip khe cũ anh em. Đây nè, còn cái GoPro cũ của mình nè. Đấy,
Thì mấy cái này ngày xưa mua cũng mắc tiền, 8 triệu. Hồi nó mới ra nó cũng 12 triệu nha anh em. Chừng nó giảm giá còn 8 triệu mình mua GoPro 5 nè. Đấy. Ok, xin chào anh em nha anh em ơi. Kết thúc video rồi, mình thử cái này tí xíu nha, bởi vì mới mua cũng hồi hộp quá.